Theo báo cáo về tình hình đăng ký doanh nghiệp 9 tháng đầu năm, Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, trung bình mỗi tháng có khoảng gần 9.000 doanh nghiệp đóng cửa, còn số này dự báo vượt khá cao so với năm 2019. Báo cáo về tình hình đăng ký doanh nghiệp 9 tháng đầu năm, Cục Quản lý đăng ký doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết có 78.306 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, con số này cao hơn đáng kể so với năm 2019, khi cùng thời điểm năm ngoái sau 9 tháng chỉ có 61.573 doanh nghiệp đóng cửa. Như vậy trong 9 tháng đầu năm nay, trung bình mỗi tháng có 8.701 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Đáng chú ý trong 78.306 doanh nghiệp đóng cửa ở 9 tháng đầu năm nay có 38.629 doanh nghiệp Doanh nghiệp đăng ký tạm dừng kinh doanh có thời hạn, 27.588 doanh nghiệp chờ giải thể và 12.089 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.